Đâu La Đại Lục phần 2 tập 755. Thú triều xử lý các thánh tuyệt thế đường môn. Bọn hắn tại trong phòng họp là phán đoán đúng như vậy. Sắc trời đã là đang trở tối, hơn nữa là nhanh chóng trở tối hơn, nhưng là rõ ràng lộ ra hướng vị là không bình thường. Nếu như chỉ là biến thiên, mây đen hẳn là gió thổi mây phun, không có bất kỳ quy tắc nào khác chậm rãi xuất hiện, sắc trời sẽ âm trầm, tối om om. Thế nhưng mà giờ này các này đấy, bọn hắn thấy nhưng lại lờ chân trời xa kia, chỉnh tề màu đen đang giống như là đại quân áp cánh hướng phía sở này các thành bên này nhanh chóng lan tràn tới. Dường như bầu trời không trung có một tầng màu đen đang dần dần kéo đến, muốn đem toàn bộ thế giới tựa như là đều trở lên hắc ám. Tình huống không đúng. Thái đầu, ngươi nhanh đi lập mời Hiền lão sư. Tam thạch, ngươi lập tức là tiến về trong trường học viện bên kia thám thính tình huống. Nam Nam, mọi người lên đầu thánh, có tin tức nhanh chóng chuyển về, dùng phi hành hồn đạo khí qua lại. Nhanh, những người khác triệu tập đường môn tương ứng chuẩn bị ứng biến. Bối bối rất là tỉnh táo, nhanh chóng làm ra phân công. Đường môn mọi người cũng là lập tức hành động. Có điều từ tam thạch bên này mới là vừa mới vặn đứng dậy, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Sự lệnh các học viện tất cả lộ viện đều đệ tử nghe lệnh, làm thành tưởng tập trung. Cái thanh âm này đối với đường môn mọi người mà nói đều quá quen thuộc rồi, chính là đến từ Huyền lão. Cùng lúc đó thì một đạo bích lục sắc pháo hoa đã là phóng lên trên trời, ở giữa trời cao lổ búng, hóa thành một cái sự lệnh các chuyên ánh, lục quang tản ra đặc biệt chói mắt. Chứng kiến pháo hoa này xuất tân từ sửa lấy các học viện, mọi người sáng mặt ra, tỏ một chút là liền thay đổi. Cái tín hiệu này không chỉ là nguy hiểm, còn có ý nghĩa là cường địch xâm lấn. Làm sao có thể? Sửa lấy các học viện tọa lạc ở nguyên thuộc Đấu La Đại Lục bên trong khu vực nòng cốt, cùng với ba đại đế quốc quan hệ hài lòng mật thiết, ở đâu xa rất nhiều cường địch tập kích đấy. Coi như là bản thể tông cũng sẽ không tại là Nhật Nguyệt đế quốc cái này cự ly đại uy hiếp. Tồn tại thời điểm đột nhiên hướng sửa lấy các học viện phát động công kích. Đừng nói rằng sử lãnh các học viện cho tới nay đối ngoại công chính, bản thân nó dù ra cũng là một sở học viện tiếp nhận người tài trong thiên hạ, hơn nữa thì phát xa nhân tài, cũng không phải chỉ là biết bồi dưỡng lực lượng. Từ khi bối bối ghi việc đến đấy, sử lãnh các học viện phát xa loại tín hiệu khẩn cấp này triệu tập lần này là lần đầu tiên. Đến tận cùng xảy ra chuyện gì, bối bối mơ hồ nghe ra thanh âm của Huyền lão truy tiên là trầm ổn, nhưng bên trong vẻ trầm ổn lại ẩn chứa lo lắng. Cái hiện tượng thiên văn này đột nhiên xuất hiện ra là sao? Bối bối, làm sao bây giờ? Từ tâm thạch là hướng bối bối hỏi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bên người của bối bối. Bối bối trầm giọng nói, tất cả mọi người trước làm thành tướng, Nana người liều lái, rồi đợi Hiền lão sư sau khi đi ra, xin hắn dẫn đầu đường môn chúng ta hồn đạo cái huynh đệ, đem đường môn chúng ta tích hồn đạo khí, tất cả đều là hướng Nam Thành di chuyển, động tác phải là cực kỳ nhanh gọn. Vâng, Nana vội vàng là đáp ứng một tiếng, bối bối vẫy tay một cái, lập tức mang theo đường môn tương ứng hướng phía Nam Thành tường mà đi. Sự lên khắc thành phía Nam Thành tường, sự lên khắc từ khi xây thành thì thành trì đến nay, cả tòa thành ở bên trong, tường thành cao nhất, phòng ngự nghiêm mật nhất vẫn luôn là Nam Thành. Nguyên nhân rất là đơn giản, cái phương hướng này là đối mặt với tinh đấu đại xâm lâm. Nhất là tại lúc trước sử lai khắc đấu với tinh đấu đại xâm lâm báo động, sau đó Nam Thành tường càng gia cố thêm. Tường thành cao tối là 15 trượng, độ dày chung là 20 trượng, độ rộng là vượt qua 5 km, có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người tác chiến. Quân đội của sử lai khắc thành hoặc là nhiều hoặc ít đều cùng với sử lai khắc học viện có quan hệ. Sử lai khắc thành không có thành chủ, phòng thủ thành là do sử lai khắc học viện hải thần tự mình bổ nhiệm, cơ hồ đều là từ sử lai khắc học viện đều là đi xa cường xá. Nếu như nói tại toàn bộ đại lục thì là tòa thành này là nhiều hồn sư nhất, như vậy thì sử lai khắc thành không hề nghi ngờ có thể được là vị trí đầu não. Nhật Nguyệt đế quốc Minh Đô hồn đạo sư tuy nhiên là cũng có thể đều xưng là hồn sư, nhưng Minh Đô nhân khẩu cũng là nhiều, theo tỷ lệ còn không thể so với sử lai khắc thành. Sử lai khắc thành hiện giờ giữ thành chủ là lưu lại một thời, là một vị thần hình cao lớn trung liên, nhìn về phía trên kia bộ dáng là hơn 40 tuổi, mắt hình vuông, mày rậm mắt to, thân hình to con ngang nhiên đứng ở nơi đó, thậm chí sẽ là cho người vài phần cảm giác nguy nga. Hắn năm nay 48 tuổi, có thể nói là đang lúc trắng liên, năm đó thời điểm sử lai khắc học viện học tập, đã từng có thời gian danh xưng là nhà ảo thuật, về sau hắn tận chức phong hào đấu la, sau đó phong hào, thời gian đấu la lưu hành một thời. Hắn là 3 năm trước đây đã là từng là một thành chủ quang vinh, sau đó lui trở về học viện sử lai khắc, dưỡng lão, tại hải thần các trong hội nghị toàn bộ thông qua trở thành phòng thủ sử lai khắc thành, phụ trách phòng ngự cả tòa thành. Một vị phòng thủ quan thành dĩ nhiên là phong hào đấu la, cái này chị sợ rằng cũng chỉ là có sử lai khắc thành mới là có lại xa hoa này.
Đấu đấu la liền là đứng ở đầu tướng, sắc mặt hết sức là khó coi, nhìn chăm chú lên phương xa, chuẩn xác mà nói chính là ở phía nam. Lúc này thì bầu trời đen kịt, chính là từ phía nam tràn đến. Màu đen đi tới, tốc độ tựa hồ là chậm lại vài phần, nhưng trên bầu trời tuyển tới lực áp bách như cũ là cho người ta một loại cảm giác không thở nổi. Ở phía trên đầu thánh, sư lăng khắc thánh, quân bảo vệ đang bận rộn, các loại phòng ngự hồn đạo khí đang khẩn cấp bố trí. Sư lăng khắc thánh nhiều năm không có chiến tranh, nhưng quân bảo vệ thành lúc này cũng là lại ngay ngắn rõ ràng. Đến từ là không trung áp lực tuy nhiên làm cho mỗi người bọn họ đều sắc mặt trắng bệch, nhưng bọn hắn như cũ cắn chặt răng làm việc của mình. Sư lăng khắc thành quân đội tổng cộng là có 1 vạn người, trong đó 30% là hồn sư. Những hồn sư này rất nhiều đều là đệ tử của sư lăng khắc ngoại học viện xuất thân. Bọn họ không thể thi đấu nội viện, liền là lựa chọn gia nhập quân bảo vệ thành, tiến hành là mấy năm tu luyện. Sư lăng khắc thành cũng là bảo vệ, chính là tiếng tăm lừng lẫy. Tại trong lịch sử, bọn họ tham dự chiến đấu số lần bất quá là hơn 10 lần, nhưng mỗi lần đều đã tạo ra thành tựu khiến cho đại lục khiếp sợ. Ví dụ như là năm đó Nhật Nguyệt Đại Lục cùng với Đấu La Đại Lục thời điểm vừa mới đụng chạm, đến từ chính Nhật Nguyệt Đại Lục phát thời thánh chiến, bởi vì Nhật Nguyệt Đại Lục lấy hồn đạo khí chiến đấu vô cùng đặc thù, đã từng một lần làm cho nguyên thuộc Đấu La Đại Lục các quốc gia mệt mỏi ứng phó, liên tục bại lui. Sư lãnh các học viện lúc ấy liền là phái ra một số lượng 3.000 người sư lãnh các thất quái bảo vệ thành, cũng xưng là sư lãnh các vạn quân, đuổi đến tiền tuyến, chỉ bằng 3 ngày người này, lợi dụng địa hình, ngại sinh lính chặt Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân lại, rút ngắn thời gian là 15 ngày. Nguyên thuộc Đấu La Đại Lục các quốc gia thời gian nguyên vẹn triệu tập quân đội, lúc này cuối cùng mới là có khả năng phản công hảo giác, cuối cùng nhất đã là lấy được thắng lợi thành chiến. Khi đó tiến hành, sư lãnh các quân đã là rõ ràng lan truyền khắp đại lục, có thể trở thành một thành viên của sư lãnh các quân bảo vệ thành bên trong, đều được cho là lý lịch huy hoàng. Bởi vậy, sư lãnh các ngoại viện các học viên cho dù là thi rất nội viện, cũng nhất định nghĩ đến biện pháp gia nhập sư lãnh các quân bảo vệ thành. Đi lính 3 năm trở về, phần này trải qua đem đi lịch bọn hắn cũng là lưng lên, làm rạng rỡ tổ tông ấn ký. Hơn nữa, đối với bọn họ tương lai phát triển cũng sẽ có lợi thật lớn. Sư lăng khắc thành dù sao chỉ là một tòa thành thí, nơi 1 vạn quân đội đã là rất khác nhau. 30% hồn sư này khá tốt, đều đến từ chính học viện, cũng không hưởng thụ đặc thù đãi ngộ gì cả. Ở phía trên đầu thành, từng đạn pháo hướng phương xa, các loại định trang hồn đạo đạn pháo đã là lên đầu tướng. 3.000 danh hồn sư tại thời gian ngắn ngủi này, không đến 1 phút đồng hồ đã là hoàn tất tập kết. Tất cả đều lên đầu tướng, mỗi người đều là có vị trí và cường vị riêng. Tại vị trí của bọn hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, còn lại 7.000 tên lính, càng chuẩn xác mà nói là phụ binh, cơ hồ là phương thức một chọi một. Vì hồn sư làm tốt công tác chuẩn bị, còn có 4.000 binh sĩ đã làm xong công việc chuẩn bị tiếp viện. Nam thành bên này là khu chủ yếu phòng ngự, mặt khác 3 mặt trên tường thành, an bài nhãn thủ một ít nhất là phòng ngự hồn đạo khí số lượng lại là không ít chút nào. Lúc tối hậu trọng yếu, các hồn sư nhanh chóng di chuyển vị trí, có thể đối với hồn đạo khí tiến hành điều khiển. Có điều, 3 phương hướng này hiển nhiên không cần quan tâm lưu hành. Sư lãnh các học viện phương diện ngoại viện là học viện, đang bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, từng thành 3 hướng. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì, đều chỉ là có 10 mấy tuổi, nhưng mà đã sớm chịu qua huấn luyện nghiêm khắc. Điều khiển hồn đạo khí nhưng lại không có vấn đề gì cả, nhất là đã là có được môn chế luyện phóng kín sau đó. Người bình thường đều là có thể điều khiển cấp thấp hồn đạo khí, chưa nói chi là những hồn sư này ít nhất là cũng là có song hoàn, đã là ngoài tu vi các rồi. Sư lãnh các học viện lộ viện các đệ tử tự nhiên cũng là cũng có nhàn rỗi, lần lượt từng bóng người rất nhanh hướng tường thành mà đến, hướng nam tường thành bên này rất là nhanh tiến lên, lưu hành một thời, hai tay đặt lỗ châu mái, dõi mắt trông về phía xa, khóe miệng lại toát ra một tia đắng chát. Sư lãnh các thành đã là có bao nhiêu năm không có xảy ra chiến tranh, ít nhất tại trước mặt của hắn phòng thủ 2 thành phố đều là không mong muốn chiến tranh. Hắn lúc này mới là tiềm viện 3 năm, giống như là trúng số độc đắc, thật là giải thưởng lớn. Xa xa, tung tích của địch nhân đã là dần dần hiện ra, có thể khiến cho khí trời thay đổi, hướng phía sư lãnh các thành đại quân áp cánh. Tại toàn bộ đại lục có thể có mấy cái thế lực làm được như vậy, trừ phi là lực lượng quốc gia mới có thể tạo thành quy mô như vậy, nhưng là thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc làm sao sẽ có hành động đối với sư lãnh khắc thánh. Như vậy thì ngoại trừ lực lượng quốc gia, còn có nơi nào có thể nữa, hơn nữa là một Đấu La Đại Lục Tam Quốc bất kỳ một nơi nào cũng là đều cảm thấy sợ hãi. Quân đội kia không có trí tuệ cao nhưng lại có bản lăng chiến đấu cường đại, bọn nó trời sinh tính tình là thị sát cắt máu, đối với nhân loại tràn ngập hận thù.
từng cái cơ hồ đều là cường giả. Bọn nó gần như là vô cùng vô tận. Sau lưng bọn nó lại có đại lục nhất cường giả đỉnh cao áp trấn. Đúng vậy, cái này có thể thực lực kinh khủng, tựa là láng giềng Sử Lãnh Các học viện đó đã từng cùng với Sử Lãnh Các có vô số liên quan. Cơ hồ tất cả Sử Lãnh Các học viện, các học viên đều là đã từng đặt chân qua Tình Đấu Lại Xâm Lâm. Đúng vậy, thú triều đến rồi. Phương xa, hắc ám các loại hồn thú đang thong thả hướng phía Sử Lãnh Các thành tới gần. Bọn nó đi về phía trước tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà rất có trật tự. Bọn chúng trình thể dâng lên hình quạt về phía trước, không trung cơ hồ là mây đen, mơ hồ trong đó. Theo hướng của gió thổi lên đến chính từ các hồn thú, trên người nhàn nhạt mùi tanh đã là truyền đến đầu tường của Sử Lãnh Các. Cho dù là lưu hành một thời là phong hào đô la, cũng coi là một trong đương thời cường giả rồi, nhưng chứng kiến quy mô hùng vĩ của chú triều như vậy, hắn cũng là như cú nhịn không được liền là liếm môi một cái, âm thầm hít vào khí lạnh. Tình Đấu Đại Xâm Lâm các hồn thú đây cũng là phát sinh điên loạn sao? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mà dẫn động bọn chúng tập kích đấy? Phải biết rằng những năm gần đây đến đấy, Tình Đấu Đại Xâm Lâm một mực lộ ra rất bình tĩnh, cũng chưa nghe nói qua có người nào tại Tình Đấu Đại Xâm Lâm đánh chết 10 vạn năm hồn thú. Tình Đấu Đại Xâm Lâm hạch tâm gần đây mấy trăm năm phát triển ra rất nhanh, cường giả tăng tầng lớp lớp, coi như là Sử Lãnh Các học viện cấp cao đều sẽ không dễ dàng tiến về bên đó. Sử Lãnh Các thành gần trăm năm nay cũng cơ hồ là đều là cùng với Tình Đấu Đại Xâm Lâm bình an vô sự. Thế nhưng mà lần này lại là vì cái gì đấy? Tình Đấu Đại Xâm Lâm vì cái gì mà đã là phát động ra quy mô lớn như vậy? Nhìn về phía trên tựa như là quân đội thế công, đây nhất định không phải là chút ít hồn thú phát khởi. Mênh mông hồn thú đại quân không có tọa trấn đại hùng mấy vị lớn kia có thể là điều động, là căn bản không có khả năng hiện ra quy mô như vậy. Hồn thú đại quân tiền ở phòng cách Sử Lãnh Các học viện thành nam chỉ là không đến 10 km nữa. Bọn nó như trước báo chỉ là phương thức vững bước đi tới. Đỉnh đầu mây đen lan tràn về phía trước chậm rãi, khoảng cách càng gần mang cho Sử Lãnh Các thành trên đầu áp lực là cũng lại càng lớn. Nếu không phải là Sử Lãnh Các quân bảo vệ thành yếu tố, thay đội quân đội chỉ sợ rằng sớm đã là sợ đến vỡ mật quay đầu liền chạy. Đây chính là căn bản hàng hà số lượng hồn thú đại quân. Đúng vậy, đúng lúc này, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi trên đầu của thành nam. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, tóc trắng rối bời tung ở sau ót, vẻ mặt ngưng trọng đi về hướng lỗ châu mái, đúng là trước mắt Sử Lãnh Các học viện chân chính đệ nhất nhân, hải thần các chủ, Huyền Lão. Cùng sau lưng của Huyền Lão, hải thần các chư vị trưởng lão, kể cả Ngôn Tiểu Chiết cùng với Tiền Lâm Nhi, hai vị viện trưởng ở bên trong, toàn bộ trình diễn. Duy nhất không có ở đây cũng chỉ là có Vu Hạo độ tuổi nhỏ nhất, các thành viên tu vi yếu nhất của Hải Thần. Đằng sau các trưởng lão Hải Thần là hơn 40 vị trí là Sử Lãnh Các trong học viện đệ tử. Về phần Sử Lãnh Các học viện các sư phụ, lúc này thì là đều chia làm 3 đợt, tiến về phía trước ba mặt tường thành chỉ huy các học viện. Bọn họ cũng đều là đệ tử quen thuộc nhất bắt đầu chỉ huy. Huyền Lão hướng phương xa nhìn ra, sắc mặt lập tức trở lên càng thêm khó coi. Lúc trước hắn đã là trên công trung thăm dò một lần, sau đó mới là phát ra tín hiệu khẩn cấp. Lúc này, hồn thú đại quân đã là cách Sử Lãnh Các học viện càng gần, tình huống nguy cơ giấy rất là rõ ràng. Chư vị trưởng lão ở bên trong, hắn xem như đã là từng trải qua trước đó lần thú triều đầu tiên, cục diện trước mắt so sánh với lần thứ hai thứ nhất chỉ là có hơn chứ không có kém.